Tình yêu vi phạm và Dũng ghi ba mẹ chồng thương nhưng lại thôi thân chưa thể có con. Em không có đụng chạm gì chị hết trơn á. Em chị không thích em thì chị đừng có coi cái kênh của em hay như nào đó. Chị vô chị comment rồi chị nói này kia rồi chị nói em á là hả đẻ không được. Ừ chị giỏi, chị may mắn quá thì chị đẻ, đó là chuyện của chị. Nhưng mà chị cũng có con á, mà chị đi nên nói người ta đẻ không được, chẳng khác nào chị gủa người ta vô sinh. Tự nhiên bây giờ nhắc tới cái vấn đề này á, Vi khá là nhạy cảm, cố gắng kiểu đau gần gần một 7-8 tháng nay á, không có con được. Vi Phạm và Dũng Ghi là cặp TikToker được yêu thích bởi cách xây dựng nội dung video hài hước, thú vị. Cả hai thường xuyên bày trò trêu chọc nhau. Dù kết hôn đã lâu, cả hai vẫn chưa thể có em bé. Vi là Vi thích tập trung vào sự nghiệp hơn. Khi nào mà mình cảm thấy là mình đẻ được con, mình có thời gian, mình lo được cho con mình thì Vi mới có con, chứ không thích vừa cái thời gian có con xong rồi cái mình để cho ông bà nuôi hay là thuê người nuôi giúp việc nuôi rồi mình cứ lo cho công việc. Trong một phỏng vấn với dàn Vi Phạm đã chia sẻ rằng hai vợ chồng đã thả gần 1 năm để có thể mang thai, nhưng đến hiện tại Vi Phạm vẫn chưa có tin vui. Trên mạng xã hội cũng có một vài bình luận không hay về việc cô nàng chưa thể sinh con dù tuổi còn khá trẻ. Vi Phạm từng lên một clip khá gay gắt đáp lại bình luận khiếm nhã trên. Nhưng sau đó cô nàng lại chạnh lòng và đầy lo lắng, không biết liệu rằng bản thân có rơi vào tình huống xấu đó hay không. Vi Phạm cũng cho biết chưa đi khám bác sĩ và cũng chưa nhận được bất kỳ cảnh báo nào về việc cô nàng khó có em bé. Mà Vi cũng là chưa có xác định là Vi đi bác sĩ, Vi khám. Vi chưa có nghe cái lời nào từ bác sĩ nói hai người không có con được. Nhưng mà tại mình lo xa rồi mình thấy tự nhiên mình là cái người trẻ nữa, mình không phải là cái người mà kiểu lớn tuổi. Mà mình thả như vậy mà mình không có con được thì mình cũng lo mình bị vô sinh hay như thế nào đó. Về mối quan hệ với ba mẹ chồng, dù không thường xuyên gặp gỡ nhưng Vi Phạm lại rất thân thiết với bố mẹ của ông xã. Vi Phạm giao tiếp với mẹ chồng người Úc bằng tiếng Anh. Xong, cô vẫn tranh thủ thời gian để dạy bà tiếng Việt. Với sự hài hước vốn có, nữ TikToker không chọn cách dạy những từ nghiêm túc. Cô nhắn nhủ mẹ Dũng ghi đọc theo mình những cụm từ tôi đẹp gái, độc thân, thậm chí còn trêu bà bằng cách dạy các từ liên quan đến hình thể. Say Vi con quỷ. Con quỷ. Đây là mẹ của Dũng. Đây là chị hai chứ không phải là mẹ. Rồi ok, you say let me say tôi đẹp gái. You can say it. I cannot say. You say là before tôi đẹp gái. Đẹp gái. Độc thân. Say tôi đẹp gái. Ban đầu mẹ Dũng ghi khá ngượng ngùng nhưng sau đó vẫn lặp lại theo lời con dâu. Trong khoảnh khắc được chia sẻ, người hâm mộ thấy được sự gần gũi giữa Vi Phạm và mẹ chồng, luôn ôm nhau thân thiết. Dù lớn tuổi nhưng bà lại rất thích đùa giỡn với các con. Không chỉ trò chuyện vui vẻ với mẹ chồng, Vi Phạm và bố của Dũng Ghi cũng rất thân thiết. Về Úc, cô được bố chồng làm tài xế đưa đi chơi. Trên xe, Dũng Ghi và bố ruột còn hợp tác trêu chọc khiến Vi Phạm có phần quê độ. Minh chứng cho thấy Vi Phạm rất được lòng gia đình chồng là cô hoàn toàn thoải mái trong cách ăn diện. Bố mẹ Dũng Ghi vốn theo văn hóa phương Tây, không can thiệp quá nhiều vào đời sống riêng tư của con dâu. Những ngày đầy, nữ TikToker diện đồ bộ giản dị, da dáng gái Việt. Sau đó, cô lại tự tin khoác lên mình trang phục cắt xẻ, khoe trọn body siêu thực. Vi Phạm và ông xã Dũng Ghi đến với nhau không ồn ào. Cả hai cùng phát triển sự nghiệp, vun vén hạnh phúc gia đình. Chúc cho cả hai sớm có em bé để cho sự hạnh phúc viên mãn hơn. Bấm nút theo dõi kênh nhé.